Chào các bạn, hiện nay Duyên Khánh đang có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Và bây giờ Duyên Khánh sẽ kể chuyện lại cái tối ngày hôm qua ở dưới Hạ Long. Thì lúc đó là Duyên Khánh đang ở trong khách sạn, sau đó tầm khoảng 7:30, chính xác là 7:30 thì Duyên Khánh có đi bộ ra ngoài phía biển. Và khi Duyên Khánh đến ngay cái biển, ngay chỗ đó là Hòn Gai tại Hạ Long, thì Duyên Khánh đã nhìn thấy một cái cảnh tượng mà rất là kinh dị luôn. Đó là một chiếc xe ô tô đã cháy và nổ bùm bùm luôn. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi cái sự kiện này cùng với Duyên Khánh nha. Duyên Khánh xin chào tạm biệt các bạn nha. Như vậy là các bạn đã cùng theo dõi với Duyên Khánh một cái clip mà Duyên Khánh vô tình quay lại một chiếc xe bị cháy. Và cái việc này trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì sáng ngày hôm nay Duyên Khánh cũng đã thấy một số cái trang cũng đã đưa tin về sự kiện này, và họ báo rằng là họ không tìm ra được nguyên nhân sâu xa của vụ cháy. Chỉ bảo rằng là do chiếc xe này tự động nó cháy thôi, nhưng thực tế là nó ở trên đường rồi sau đó nó chạy lên trên lề và sau đó thì bốc cháy. Thì lúc Duyên Khánh đến thì nó đã cháy rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Duyên Khánh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.